đến sư thỉnh sư thỉnh sư đọc câu pháp cú 226 trước hàng chúng con kính nhân mít đến sư. Dạ chắc đại đức tự nhiên cũng có chiếc máy. Dạ con xin là kể trước để không mất giờ. Sada chagaramana nang ahorata nusikinang nibbanang adhimuta nang atang gacchantiya sava sada gara Sada cagaramananang ahoratanusikinang nibbanang adhimuttanang attangakkantiyasava. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của ngài Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Bản phổ thư của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thầy. Dạ dạ mời xích trần đạo tiếp theo. Xin kệ câu kinh pháp cú số 226 ạ. Dạ nghe nhỏ xíu và chị để em mở cái volume lên thêm. Xin kể câu kinh pháp cú số 226 ạ. Xà đa cha ga là ma na năng a hu ra a ta mu si khu năng nghiệp ba năng a thì mut ta năng a tăng ga đăng thì a sa wa xà đa cha ga là ma ta mu si khi năng nghiệp ba năng a thì mut ta năng a thăng ga chăng thì a sa va. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta mu sik ki nang nip ba nang a ti mu ta nang a thang ga chang ti a sa wa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tam tầng còn đâu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin gửi mic lại cho chị Đặng Đông ạ. Sa thú chư Trần Đạo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thần tọa minh hạnh sư pháp tính sư tuệ nhẫn cô tô nữ tâm mát giá rí. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 226. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu si khi năng ni ta năng a thi mu ta năng a thần ca trần ti a sa hòa sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu si khi năng ni ba năng a thi mu ta năng a thần ca trần tí à xá hòa xá đa cha gá ra ma na năng á hồ ra ta si khi năng ni ba năng á thi mu ta năng á thằng cá trần tí à xá hòa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu si khi năng ni ba năng a thi mu ta năng a thằng các trầm tí a sa hòa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời sư Sai Minh. Dạ alo, nguyên chị cho biết tín hiệu. Hôm nay nét kỳ cục, và cảm ơn chị Đạt Đông. Em cảm ơn chị Tâm Phương. Cô cảm ơn Du Nguyễn nha. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh 77 ạ. Con cô. Dạ, cảm ơn chị Kim Nhung. Cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp tính đệ đức tuệ nhẫn cô tu nữ tham má cha ri cô tu nữ phúc hạnh. Dạ ai mình kính chào quý anh chị em trong đạo tràng. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 221. Quên, xin lỗi, 226. Sa đà cha ga ra ma na năng Ahorata nusikhi năng nipa năng athimutta năng athangacchanti asawa sada jagaramana năng Ahorata nusikhi năng nipa năng athimutta năng athangacchanti asawa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu si khi năng nip ba năng a di mu ta năng a thằng ga chan di a sa qua. Sa đà cha ga ra ma na năng a hô ra ta nu si ki năng ni pa năng a thi mu ta năng a thang ga chan ti a sa wa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ ấy mình kính mời chị Kim Nhung ạ. Dạ con là Kim Nhung. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị em ở trong đạo tràng. Dạ xin được đọc kinh pháp cú
câu số 226. Sa đà cha gara na nằng a hồ rát tà nu xích khi nằng nếp bà nằng a thi mút tà nằng a thằng gách tràn ti à sa hòa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu xích khi nang nịp ba nang ma thì mô ta nang a thang gai chan ti a sa wa. Sa đà cha ga ra ma na nang a ho rat ta nu xích khi nang nip bà nằng a thi mút tà nằng a thằng gách chàn ti à sa hòa. Sa đa cha ga ma na nang a hô ra ta nụ xích khi nằng nip bà nằng ma thi mút tà nằng a thằng gách chàn ti à sa hòa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. À, xin mời chị Tâm Phương ạ. Dạ, kính cảm ơn huynh Quát Thân Á ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chá Rí, cô Phúc Hành. Và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ. À, tuy nhiên xin đọc và kể trước Xích Lạc Lê nha. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu xích khi nang nip ba nang a thính bút ta nang a thăng gách chăn ti a sa hòa. Sa đa cha gan gan ma năng a hô ra ta nu si ki năng ki ba năng a thi mu ta năng a thăng gách chăn ti a sa đa cha ga ra ma ta năng a hô ra ta nu xích khi năng ni ba năng a thi mu ta năng a thăng gặp chăn đi a sa hòa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, lậu hoặc được tiêu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành. Tâm chơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, bây giờ tự nhiên kính mời chị Lạc Lê. Dạ, alo. Dạ, con
Con cảm ơn cô Tiểu Duyên, dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Anh Minh, Hoa Nguyệt, dạ, cảm ơn Trần Đông đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con Tâm Phương, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính lễ vị Đại Đức Tăng của cô Tu Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 226. Dạ. Sa đà cha ga ra ma nang ma na nang a hồ rát ta su nu si khít nang nít bà nang a thi mút ta nang a thần a chăng tí a sa sa hòa sa đà cha ga ra ma na nang a hồ rát ta nu khít khi nằng nếp bà nằng a thi mút tà nằng a thằng gắt chẳng tí a sa hòa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đau. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Như Đức. Sa đa cha gan ra ma na nang a ho ran tang nu kim ki nang ni pa nang a thi mu ta nang a thang gan chang ti an sa quang. Sa đa cha gan ra ma na nang a ho ran ta lu ki ki nang ni pa nang a thi mun ta nang a thang ga chan ti an sa hoa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mười lậu hoặc ngược được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đau. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Thú kính cảm ơn Tâm Phương. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tâm Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn rằng đồng của tu nữ Tề Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dung Nguyễn không có nghe được phải không Dung Nguyễn? Dung Nguyễn có nghe được không? Có cầm mic được không? Thì xin mời bàn tay nghe Dung Nguyễn. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số 226. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thành ạ. Ồ, Dung Nguyễn, anh gì Dung Nguyễn đưa tay đi. Dung Quỳnh mời Dung Nguyễn nha, để hết giờ. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Tệ Duyên, cô Rạng Đông, dạ cô Hoa Nguyệt để cho con biết tín hiệu rõ ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, con xin phép là trả bài câu Pháp Cú 226. Dạ.
Sada cha gara ma na nang aho ratta nu sithi nang nipa nang atimutta nang athang gacchang ti a sawa. Dạ con xin lỗi ạ. Sada cha gara ma nang Sada cha gara ma nang aho ratta nit sukhi nang nit ba nang ati mu bu ta nang ác thằng gấp chẳng ti a sa hòa. Những người thường tỉnh giác ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỹ cương tự chế tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ câu pháp cú 226 ạ. Sadachara ramananam ahorata nu sikhi nang napanang ati mutanang a thang gat chang ti a sa wa. Dạ con đã trả bài xong rồi ạ. Con kính dâng mít đến cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thụ kính cảm ơn Dung Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Răng Đông, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ sa thú lành thai. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Nhật Bình kính cảm ơn Dung Nguyễn, Kim Nhung, Thích Tâm Phương, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Ái Minh, Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, Huynh Quách Thanh Á đã hoàn hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp cú kinh số 227. Dạ Nhật Bình mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đứng tệ nhuận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng hạ trổ hòa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhờ cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp hoài đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 227. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bích đến sự dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Hôm nay lại đến cái ngày chúng ta học cái câu kệ một tuần trôi qua rất là mau. Dạ, trước khi giảng dạy dục pháp của Đức Phật thì hãy chúng ta hãy nhắc nhở nhau rằng bây giờ đang là pháp, bây giờ đang có cái cứng, cái mềm, cái nghe, cái ngửi, cái thấy, âm thanh, màu, mùi vị, nóng, lạnh, tất cả những thứ này đều đang là pháp bảo. Vì chúng ta không tỉnh thức lên là những cái thứ này nó biến tướng thành những cái này cái kia. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng chỉ là những khoảnh khắc khác nhau, thay đổi do duyên và chúng đi lại như vậy. Nếu chúng ta không có hiểu được chúng thì vô minh nó xen vào những cái khoảnh khắc này và nó được ráp lối thôi. Bây giờ thì chúng con trước khi vào học, chúng con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavaṃ api vādemi svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namassāmi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn, đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương linh diệu dược, chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo giáo Pháp, người ấy sẽ được chứng đắc đạo quả, lạc lạc đời này sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho vua, cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo chắc chắn sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật, thành tựu được đạo quả, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong ba đứa bốn loài. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và nhất là kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm hiểu ngộ được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống này. Nam mô Buddhaya. Hôm nay thì chúng con chia sẻ câu kệ số 227 đến chư đại đức tăng cùng với tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Minh Hạnh và đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Và cái câu kệ số 227 này thì nó có 6 đoạn. Con xin đọc và sau đó chúng ta sẽ chích nghĩa từ vựng và câu chuyện, câu dẫn dắt câu chuyện của bài kệ này và chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của pháp nha. Và chúng con xin đọc cái câu kệ này. Pora nát mê tăng atuna ne tăng Acha Tadna Miwa Nim Tý Tunhima Sinang Nim Tăng Tý Bahu Pha Nít Năng Mita Pha Nim Tý Nim Tăng Tý Nát Thít Đô Kê Đình Thít Tô Pora Nát Ora nát mê tăng atuna nê tăng ách chất tát na mi quát ninh đàn tí tun hi ma si năng ninh đàn tí ba hú pha ni năng mi tát pha ninh pí ninh đàn tí nát thít nô kê át ninh đi tô. Và được cái nghĩa việc dịch là
Này Atula, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là ngày nay. Người ta chê bai, người ngồi im lặng, người ta chê bai, người nói nhiều, người ta chê bai, người nói vừa phải. Ở đời không có người không bị chê bai. Qua cái bài kệ này thì chúng ta đã thấy pháp là vô ngã, và loài người thì chúng ta biết, không biết loài chim, loài cá chúng có chê bai nhau hay không. Nhưng mà loài người chê bai nhau là bất tận. Do vậy chúng ta không có gì đáng để phải buồn phiền với những lời chê, lời khen. Và chúng ta hãy hướng tâm của mình đi đến đúng cái đạo lộ để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì cái lời chê, lời khen cũng làm cái thiện và bất thiện của chúng ta tăng trưởng, chứ không có giải quyết được cái việc gì cả. Và chúng ta biết những cái bậc vĩ nhân ở trên đời thì người ta làm được những cái việc lớn cho nhân loại, để lại rất là nhiều những cái điều tốt đẹp cho nhân loại, là các ngài đã phải trải qua rất nhiều những cái sự lăng mạ chê bai. Bởi vì các ngài sống với chân lý nên là khó đáp ứng được với cái tham sân si của những cái chúng sanh phàm tình, nên chỉ có một số ít người ta mới tán dương và đi theo cái con đường của các ngài thôi. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu cái bài pháp này nó rất là sâu sắc. Và cái từ ngữ ở trong cái bài pháp này, cái từ đầu tiên gọi là Pora Nakmetang Atula. Cái từ Poranang á, là cái từ Porana. Đó là một cái danh tính từ trung tánh. Ở đây chia theo chủ cách. Chuyện này là cổ xưa, tức là từ thuở của loài người đó. Thành ngữ đã có từ ngàn xưa rồi, tức là trước khi Đức Phật ra đời. Atula, Atula ở đây thì chúng ta biết đây là một cái người thiện nam, chứ không phải là Atula nha. Đó là một danh từ lam tánh, chia theo hô cách, tức là cách thứ bảy hả? Này Atula. Và câu thứ hai là Lết Tăng Ách Chát Tát Na Mí Quá. Từ Lết Tăng thì chúng ta biết nó là cái hợp từ ê tăng cộng với nát. Cái của nó là cái chuyện này hay là chỉ là trong cái câu này cái nghĩa của nó là vậy. Còn cái từ ách chá tá na năng á, là ách chá tá na, là một cái tính từ trung tánh. Câu kệ này chúng chia theo đối cách, chúng chia theo chủ cách là ngày nay. Cái từ ná tăng là cái chuyện này nó không chỉ là ngày nay, mà nó đã là xưa rồi. Còn cái từ ách chất tá là một cái tính từ trung tánh chia theo chủ cách, theo cái bài kệ này chỉ cho ngày nay, tức là thời buổi này, ngày nay. Tiếp theo là cái câu kệ thứ ba là Đinh Đăng Tý
tun hí ma si năng. Cái từ liên đăng tí, cái căn của nó là căn nguyên cộng với vĩ ngữ á cộng với an tí, nó là một cái động từ, nó là một cái động từ. Ở đây là cái động từ số nhiều, là cái sự chê, chê bai. Và cái từ tun hí ma si năng thì nó là hai cái hợp từ, nó là một cái hợp từ mà hai cái từ ghép lại. Tun hí là một cái chặng từ, có cái nghĩa của nó là im lặng hay là yên lặng, yên lặng. Và cái từ asinang, cái căn của nó là as, và động từ của nó là asati, mà đây là nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó là asinang, quá khứ phân từ. Nam tánh ở đây chia theo đối cách, nghĩa chỉ cho là người đã ngồi, người đã ngồi. Và tiếp theo nữa là cái từ ninh đăng tí bá hú pha đi năng, bằng cái từ là người ta chê bai người đó nhiều. Bá hú pha đi năng là một cái hợp từ gồm có hai từ là từ bá hú cộng với từ pha ni, đó là một nhóm từ nam tánh mà chia theo đối cách chỉ cho cái người nói nhiều, cái người nói nhiều. Bá hú là một cái tính từ chỉ cho sự nhiều. Pha ni là cái căn của nó là căn phanh, nó là danh tính từ, là người có lời nói, có nói. Cái căn phanh của nó, cái nghĩa của nó là nói. Và tiếp cái câu kế là mita pha nim bí nim đăng tí. Cái từ mita pha nim thì nó có, nó là một cái hợp từ gồm có hai từ là mita cộng với pha ni. Ở đây nó thuộc về nam tánh và nó chia theo đối cách, là cái người nói vừa phải, vậy là mí tá. Nó là một cái quá khứ phân từ, nó là đã được quân bình. Và cái động từ của nó, động từ nguyên mẫu là động từ má tá tí, nó chia theo quá khứ phân từ nên nó thành là mí tá. Và nó đã được quân bình, nó đã được đo đạt. Cái căn của nó là căn ma, là đo đạt. Còn cái từ pha ni thì chúng ta đã biết rồi, từ pha ni tức là lời nói ha. Và tiếp theo cái câu cuối là nát thí lô kê adin đi tô. Lô kê ở đây chúng ta phải nói là trên đời, trên thế gian này, người trên thế gian này, tức là tất cả những cái loài người ở trên thế gian này, sống ở bất cứ cái vùng miền nào, tài giỏi hay ngu dốt như thế nào, thì cũng không thể nào tránh khỏi cái sự mà chê khen của đời được. Bởi vì chúng sanh đó, nó đa tình nắm bệnh, và chúng sanh thì chúng ta biết được nè, luôn luôn sáu căn nó hoạt động dòm ngó, và luôn luôn là những cái phiền não lậu hoặc nó khiến cho chúng sanh phát ra, và đó là cái chuyện thường tình của chúng sanh này. Sự chê bai đó là chuyện rất đổi, là nó có từ ngàn xưa. Như vậy cái từ adin đi tô đó, từ lát thí thì chúng ta biết này, lát thí thì chỉ cho không,
Còn cái từ lô kê là Nam mô Bích Tha Giá, dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát để được đại nhẫn đã rớt nét rồi ạ. Nam mô Bích Tha Giá, dạ quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ kính chào các chư tỷ giáo đạo tràng, dạ con kính tri ân sư, dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn Kim Nhung, dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, không biết sao mà chưa rớt ra ngoài trung luôn rồi. Dạ không biết là đường nét của sư hôm nay nó cũng chập chờn quá. Thấy chứ chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Dạ bây giờ thì con xin được xuống mít để chờ đợi trong giây lát ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha Giá, dạ quý vị trong đạo tràng có nghe có thấy được đại đức tuệ nhẫn online chưa? Dạ Vinh Quách Thanh Á thích Rạng Đông, dạ quý vị trong đạo tràng vị nào có thấy đại đức tuệ nhẫn online chưa quý vị? Dạ chưa hả Kim Nhung? Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ sư vào đạo tràng, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Ngày hôm qua con thấy sư chứ chạy ra chạy vào chạy ra chạy vào còn mấy chục lần đó, không biết bây giờ sư vào sư có nghe được âm thanh của con không, trong khi mà đại đức tuệ nhẫn bị rớt nét rồi. Nếu mà sư có nghe được âm thanh con, sư thử cầm mic thử các bạn được để mình chuẩn bị ngày mai trong khi chờ đợi. Lúc nãy giờ con thấy trong đạo tràng nhiều vị vào cũng không nghe được rồi chạy ra rồi chạy vào, thì con thỉnh sư nha. Dạ con thỉnh sư cầm mít thử mít đi bạch sư, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe được âm thanh rõ hay không ạ? Dạ cảm ơn cô, dạ cảm ơn quý vị. Thật ra thì ở bên Việt Nam đang có những cơn mưa đầu mùa đó. Thì ngay ngày hôm qua mưa rất là to và kéo dài, đường truyền thì chập chờn, cho nên nó cứ ra vào liên tục như vậy. Hôm nay thì ngày thuyết pháp câu pháp cú số 227 của đại đức Tuệ Nhẫn. Lúc nãy giờ thì bận công việc tí xíu, cho nên Tịnh Đạt cũng vào room hơi trễ. Và sư đã thử mic xong rồi thì chúng mình mời lại cô MC, cô Nhật Quỳnh quay lại với lại diễn đàn nha. Dạ, mô Phật. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Con nghe âm thanh sư tốt, con rất là mừng, dạ, mừng lắm luôn đó. Tại vì con ngày hôm qua con thấy sư chạy ra chạy vào rất là nhiều lần, con không biết làm sao luôn, huynh quá ta nói với con.
Dạ, Kim Nhung chào Nhật Bình, chúc nghe Kim Nhung. Dạ, sư Quả Vinh Quá Thành Đá cũng nói với con là thấy sư Tịnh Đạt tội nghiệp quá đi thôi, chạy ra chạy vào mà cũng không biết làm sao được bây giờ. Dạ, nên bây giờ sư cầm mít được ổn rồi thì con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Bây giờ con cũng không biết là Đại Đức Tuệ Nhẫn có thể vào đạo tràng được nữa không nữa. Dạ, tại lúc nãy nhà sư giảng được từ vựng xong rồi thì sư rất mít. Con ngồi con cầm mít rồi bạch sư, con cầm mít để cho đạo tràng không nghĩ rằng máy mình bị hư. Nhưng mà thấy sư giàu mừng quá, và thư thư mít cũng đã tốt rồi. Dạ, chúng con cũng rất là vui. Nhưng mà bây giờ con cầm mít con cũng không biết nói gì luôn. Dạ, tự nhiên con suy nghĩ ra một câu. Bởi vậy tự nhiên con suy nghĩ ra, dạ không, hiện tại thì không có bạch sư. Giờ sư Tuệ Nhẫn thì đã rời room nãy giờ cũng phải 6-7 phút rồi đó bạch sư, mà mất tiêu luôn rồi. Dạ, Đại Đức Phật Tính ơi à. Còn không biết Đại Đức Phật Tính có trước máy không nữa, để con gọi thử ha. Dạ, con gọi thử, và nếu không có thì và Đại Đức Tuệ Nhẫn không vào thì sư có thể giúp đạo tràng chúng con được một ít phút. Dạ, để gom đông sớm cũng được, nhưng mà chúng con ít nhất cũng còn nghe được lời pháp của quý sư. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính ạ. À, dạ sư có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy, sư cứu con đi bạch sư. Tại vì bây giờ Đại Đức Tuệ Nhẫn thì rất nét tiêu rồi. Quá xa thú, con kính nhân mít đến sư. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ. Dạ, dạ quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hả? Quý vị chờ chúng tôi xíu. Alo, alo. À sao, sao vậy, có gì không? À chờ sư sư đang giảng, sư tưởng gì? Rồi, rồi, để xin không biết làm sao. Từ ngày sư trưởng, viên tịch rồi gặp cái mùa dịch nên chúng tôi không có đi đâu hết, cứ ở nhà ở chùa tụng kinh riết, mà không biết sao mà tụng kinh toàn là đám ma với là mấy người mà bị ma nhập đến không. À, Đại Đức Tịnh Đạt có phải không, thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt về ở chùa Vũ Đức 1-2 tuần lễ đi. Về đây có nhiều việc lắm nè. Đại Đức đi đi. À, nếu mà không có xe đến thì chúng tôi lên rước luôn, lên tới Bình Phước rước luôn. Về Vũ Đức này tránh dịch cũng được. Dạ. Không ổn đâu ha. Dạ. Sắp sửa
sắp sửa cho con của con trai của dì cô Nhật Quỳnh tu nè, tu sa di nè, ra thỉnh đại đức Tịnh Đạt về đây để chứng minh đi ha. Con của con trai của cô Nhật Quỳnh đang ở chùa Công Quả cũng giỏi lắm, giờ chuẩn bị cho tu, thỉnh đại đức về chứng minh ha. Dạ, bây giờ thì chúng tôi tiếp nối cái chương trình của đại đức Tuệ Nhẫn. Đại đức Tuệ Nhẫn không có mở vì rớt nét hả? Rớt nét là chưa có vào lại được hả vì? Dạ, dạ. À, vậy thì cái bài học ngày hôm nay là câu kệ Pháp Cú Kinh số 227. Cái bài kệ nói về cái thiện nam Á Tú Lá, thiện nam Á Tú Lá thì một loạt kệ luôn là 27, 28, 29, 30. Nghĩa có nghĩa là 228, 229 và 230. Thì cái duyên của cái câu kệ này đó là nói về một cái cận sự nam tên là Á Tú Lá. Á Tú Lá thì cái cận sự nam này á, coi gì chứ cũng có phước lắm nha quý vị. Dẫn đầu đoàn là 500 thiện nam. Thì khi mà ông ta dẫn đầu một cái đoàn này đó đi đến nghe pháp, khi mà ông đảnh lễ đại đức Rê Quá Tá rồi đó, thì ông muốn nghe pháp của đại đức Rê Quá Tá. Nhưng đối với đại đức Rê Quá Tá đó thì quý vị biết rồi, giữ cái hạnh độc cư, có nghĩa là thích ở nơi thanh vắng một mình như sư tử chúa vậy đó. Thành ra chẳng có ngày không có thuyết pháp gì đến cái thiện nam Á Tú Lá này hết. Thành ra lúc đó ông này ông nổi giận thì quý vị, ở trong Phật pháp quý vị biết, ở trong thời Đức Phật ở bên Ấn Độ đó, phải nói là cũng có những cái chúng sanh, những cái chúng sanh người ta cũng nóng tánh, cũng giận dữ lắm. Quý vị đọc theo ở trong chánh kinh đó, mà mình đọc đi đọc lại đó, thì mình mới hình dung ra cái sự giận dữ của người này. Thì trở lại với cái ông thiện nam Á Tú Lá đó, ông giận, ông nổi giận, ông đứng dậy, ông đi. Rồi khi mà ông đi thì ông tìm tới ngài Sariputta. Ngày sau Ri Bố Tá, ông cũng thỉnh ngày sau Ri Bố Tá thuyết pháp. Đó, nhưng mà trước khi ông thỉnh, ông cũng nói rằng khi mà ông lại ông gặp ngày Ri Bố Tá đó, ngày không có thuyết pháp gì á, cho ông nghe hết, nên ông giận, ông bỏ đi. Đó, bây giờ ông con mới đến với ngài. Thì ngày sau Ri Bố Tá thì quý vị biết rồi, trừ ra Đức Phật, ngày sau Ri Bố Tá là bậc thầy của Vi Diệu Pháp. Đó, thành ra đó mới đem cái Vi Diệu Pháp ra để thuyết cho cái vị này nghe. Thì khi mà thuyết pháp cái tạng Vi Diệu Pháp này rồi á, nó sâu xa quá, nó tế nhị quá, thành ra ông này ông cũng sân hận, ông cũng phát sân lên, ông cũng nổi sân lên, ông không có chịu quý vị. Đó, thì lúc đó ông mới đi qua tới ngã Năng Đa, thì ông cũng trình bày hồi nãy gặp ngài Rê Quá Tá, rồi gặp ngài Sariputta, rồi giờ cũng không chịu. Đó, giờ con mới đi đến với tôn giả, thỉnh tôn giả thuyết pháp cho con nghe. Thì ngài Năng Đa ngài thuyết lên cái thời pháp thoại ngắn, nhưng mà tuy rằng là ngắn nhưng mà giảng giải rất là rành mạch ở trong đó, để cho cái hội chúng dễ hiểu vị. Nhưng mà ông này ông cũng hài lòng, thành ra ông cũng bỏ đi nữa. Bỏ đi với cái tâm mà cũng rất là bực tức với vị. Khi mà bỏ đi như vậy đó thì đến với Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi tại sao mà đến đây. Rồi cái vị này cũng trả lời con nghe pháp. Thì Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật là phải bậc vô thượng mà. Đức Phật mới coi như là hỏi nãy ông nghe rồi, ông lợi ngài Rê Quát Tá, ngài Sariputta Tá, ngài Ananda ông nghe rồi. Đó, thì quý vị thấy không, Đức Phật với cái tâm tư ngài đã biết tất cả các chuyện đã xảy ra
Đó thì khi đó ông mới kể lại cho Đức Phật nghe là cái vị này thiết vậy, cái vị kia thiết vậy, cái vị nọ thiết vậy. Có nghĩa là một vị thì không thiết, một vị thì thiết dài, một vị thì thiết ngắn. Nhưng mà quý vị thấy rằng toàn là bậc tướng quân chánh pháp, thủ kho chánh pháp với tướng quân chánh pháp không à. Mà cái vị này cũng chê nữa. Thành ra đó, lúc đó đó là quý vị thấy rằng Đức Phật đó, nói với này Atula, từ xưa đến giờ đó, cái con người đó, vẫn thường có cái thói quen, là cái thói quen chê trách, là cái người mà lặng thinh cũng chê trách, là cái người mà nói nhiều cũng chê trách, cái người mà nói ít cũng chê trách. Ở trên thế gian này đó không có ai mà khỏi bị chê trách, là có nghĩa là tránh khỏi đó. Thành ra quý vị ngay cái chỗ này nè, mình ngừng lại thôi, mình ngừng lại trên cái cuộc đời này coi. Tự ra cũng có, mình thấy rằng ở trên cái thế gian này không có ai mà không bị chê đấy quý vị. Nắp thí lô kê anh đã tù tí, cái thế gian này là không có ai bị chê hết. Rồi bây giờ thỉnh để Đức Tệ Nhẫn lên nha, để Đức Tệ Nhẫn cầm mic nha. Rồi, mạng yếu quá ha. Rồi, vậy thôi, chúng tôi tiếp tục. Đó, thì quý vị thấy rằng ở trên thế gian này đó, không có ai mà không từng bị chê. Đó, quý vị thấy không? Ở trong cái vấn đề mà chúng ta tu tập nè, quý vị học cái môn gì quý vị cũng bị chê. Học môn pháp cú cũng bị người ta chê. Người ta nói trời ơi, quý vị diệu pháp mà thâm sâu quá mà không có chịu học, mà sao mà học môn pháp cú này hoài. Đó, đến chừng học môn pháp cú rồi đó thì có những người nó nói trời, cái môn học này là để cho chư thiên nghe, chư thiên nghe chứ là mình đâu có hiểu nổi, vi tế sâu xa, không quý vị thấy cũng bị chê. Rồi bây giờ nói về lực thì khi ta mới nói rằng cái này là khi cần mới đem ra để mà chia, để mà bàn luận, chứ đối với cái lực này học chi. Hoặc là đối với kinh cũng vậy quý vị, đối với những cái bài kinh trung bộ, trường bộ, rồi tiểu bộ, có như nói ta cho là kinh tiểu bộ là cũng như là thấp nhất trong các loại kinh đó. Đó, cái điều này quý vị biết rằng có những người người ta chúng tôi không biết là họ dựa vào đâu mà họ rất là mạnh dạn phê phán. Quý vị biết ở trong kinh có cái phần mà Nít Đề Xá đó, là quý vị thấy rằng là diễn giảng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chẻ mỏng những cái vấn đề đó ra, chẻ mỏng những cái vấn đề đó ra. Khi mà mắt sắc rồi xúc sanh lên, rồi cảm thọ sanh lên, đó chẻ mỏng từng điều ra để chi? Để cho chúng ta học, để mà chúng ta hiểu được đối với những người mà có cái tâm để mà muốn tu tập những cái pháp môn thiền quán. Vậy mà có những người ta dám, không biết là người ta dựa vào đâu mà người ta dám nói kinh tiểu bộ là cái những kinh mà nó thấp nhất ở trong trường bộ hoặc là trung bộ. Thật ra đó, quý vị thấy rằng trong tất cả bài kinh không có bài kinh nào mà thấp, bài kinh nào mà cao hết. Nhưng mà do chúng ta chưa có tìm hiểu kỹ, hoặc là chúng ta phải biết rằng là có những chúng sanh có cái duyên lành, có những cái chúng sanh có duyên lành. Quý vị thấy rằng thí dụ như là những vị mà xuất gia rồi theo tu tập với ngài Sariputta là những cái vị đó thiên về cái hạnh trí tuệ, hoặc là có những vị theo ngài Mục Kiền Liên thì những cái vị đó thiên về thần thông đó. Những vị mà theo ngài Sariputta là thiên về cái hạnh ẩn cư đó. Thành ra đó, đối với những cái bài kinh đó, là do chúng ta có cái duyên lành, chúng ta có cái duyên lành để mà chúng ta học cái bài kinh này, cái bài kinh kia, chứ không có cái bài kinh nào mà thấp hơn cái bài kinh nào hết. Chúng ta thấy rằng có nhiều người chúng tôi biết rằng là do họ bị sai lầm, họ bị sai lầm, hoặc là họ chỉ đọc ở trong một cái quyển nào đó, đóng khung một cái quyển nào đó thôi, chứ họ không có chịu nghe những cái vị này trình bày, hoặc là những cái vị kia trình bày,
hoặc là đọc ở trong quyển kinh nào, quyển kinh này hoặc là quyển kinh kia, đó là họ bị đóng khung lại, là đóng khung lại thành ra đó. Rồi sau khi đó nó thật sự ra nó rất là tai hại quý vị. Rồi mình đi tuyên truyền ra, mình tuyên truyền ra thí dụ như là không nên học pháp cú đồ này kia. Quý vị biết hồi trước á, ở tại chùa Vũ Đức á, có một cái vị sư đó, có một cái vị sư đó là quý vị biết rằng người nước ngoài, người nước ngoài. Quý vị biết là cái vị đó là coi như là sống ở chùa, sống ở chùa, nhưng mà do cái vị đó là một cái vị học giả hay là cái gì đó, nói chung là cái vị đó tuy rằng là một cái vị xuất gia, nhưng mà có cái tiền, có cái tiền mà học bổng, có cái tiền học bổng hay là cái tiền lương hưu gì của cái vị đó ngoài đời đó, có nghĩa là một tháng cái vị đó có 500-600 đô la Úc, mà cái vị đó ở chùa, quý vị biết cứ một tháng như vậy đó là cái vị đó trích ra cúng dường cho chúng tôi để mà lo cho chùa là 200 đô la Úc, hoặc là có những lần mà khi mà đi cúng người ta có cúng dường cái vị đó không có nhận, cái vị đó đem cái phần đó cúng lại cho chúng tôi để chúng tôi lo cho ở chùa. Thì chúng tôi cũng rất là quý cái hạnh xả tài của cái vị đó. Nhưng mà rồi sống thì rất là có cái sự mà cũng như là huynh đệ sống một cái cũng như là rất là có cái tình thương. Nhưng mà một ngày kia đó, quý vị biết đó, chúng tôi đang dạy học đó, cái vị đó, đó mới đi xuống nói với chúng tôi đó, là sư ở không quá, sư ở không quá, sư tối ngày sư cứ lo mấy cái bài kinh pháp cú này, tối ngày sư cứ lo coi ba cái sách quy diệu pháp. Đức Phật chỉ có thuyết một bộ là Trường Bộ Kinh thôi. Trời, quý vị biết rằng tự nhiên không biết cái vị đó, đó có cái sự mà sân với chúng tôi, quý vị tự nhiên sân lên mà xỉ vô, xỉ vô mặt chúng tôi vậy đó, mà tuyên bố rằng đó, là Đức Phật chỉ thuyết có một bộ Trường Bộ Kinh thôi, mà xưa tối ngày sư cứ lo ba cái chuyện mà pháp cú kinh rồi ba cái quy diệu pháp rồi này kia. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi, quý vị biết thật sự ra đó, cái vị nó sống cái hạnh bố thí xả tài, hoặc là không có bao giờ mà làm phiền ai hết, không bao giờ làm phiền ai hết, ăn xong rồi vô phòng nghiên cứu kinh điển, mà tự nhiên cái là bị vậy đó quý vị, bị vậy. Thành ra lúc đó chúng tôi cũng phải đành lòng, phải coi như là giống như là mình cắt ruột để mà mình chia tay cái vị đó, nói thôi vậy thì sư đi kiếm chỗ nào sư ở sư tu tập đi, sư kiếm chỗ nào sư ở sư tu tập đi, chứ ở chùa này thì đối với lực cũng phải xem, đối với kinh pháp cú cũng phải xem, đối với tạng kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ hay là vi diệu pháp cũng phải xem, cũng phải tu học, cũng phải học rồi tu. Nhưng mà có điều là ở trong cái thời này tôi đang coi cái kinh này, ở trong cái thời điểm này tôi đang dạy cái môn này, thầy tổ của chúng tôi cũng chấp nhận kinh lực lượng đàng hoàng, rồi ngay cả tam tạng kinh điển, tam tạng kinh điển được in ấn phát hành rất là nhiều, không có ai mà bác về cái điều này hết. Hồi đó giờ chúng tôi mới gặp một cái trường hợp của cái vị này thôi. Thành ra chúng tôi lúc đó chúng tôi phải đành, phải đành cũng như là nếu chúng tôi nói, nếu mà sư còn cái tư tưởng đó, còn cái tư tưởng mà sư nói là Đức Phật chỉ có thuyết giảng một bộ kinh, Trường Bộ Kinh thôi, nếu mà sư giữ cái tư tưởng này nữa thì sư tìm chỗ nào để mà sư nghiên cứu kinh điển đi. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi không chấp nhận cái quan điểm của sư. Thật sự ra đó, quý vị biết á, khi mà mình sống chung á, cái kiến hòa đồng giải, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng trụ, được kiến hòa đồng giải. Nhưng mà khi mà bị cái về cái tri kiến đó rồi đó, mỗi người một cái suy nghĩ khác á, thành ra lúc đó nó khó sống chung lắm. Rồi cuối cùng thì cái vị đó mới nói với chúng tôi, vị đó
suốt đời này, suốt kiếp này vẫn giữ cái lập trường đó, vẫn tin rằng là Đức Phật chỉ thiết có một một bộ trường bộ kinh thôi, thì chúng tôi nói thôi được, nếu mà sư mà nghĩ như vậy đó thì thôi, thì sư phải tìm cái chỗ nào để mà sư ở, để mà mình ở mình nghiên cứu đi, chứ ở đây không có được rồi. Lúc đó chúng tôi cũng phải, nói chung là nếu mà ngoài ra đó, ngoài ra cái điều đó đó, thì quý vị biết rằng cái cách cư xử của quý vị đó rất là tốt, sống không bao giờ mất lòng tới ai, nghe ông sư nào bệnh ở trong chùa là cái vị đó là coi như là tự động nói với Phật tử, cái vị đó có Phật tử có gia đình đem lên cúng dường cái vị đó như vậy, đó mà chỉ bị vướng vào một cái nó rất là nặng quý vị, một cái tri kiến nó rất là nặng, thành ra lúc đó quý vị biết rằng khi mà mình chia tay với cái vị sư đó cũng cũng rất là buồn, rất là buồn, buồn rất là nhiều. Chúng tôi cũng không hiểu, không hiểu cái vị này đọc ở trong một cái bài liệu nào mà chỉ quyết định là như vậy thôi, quyết định là như vậy thôi, ngoài ra là cũng không có trung bộ kinh luôn, mới chết được. Thì quý vị nghĩ coi, nếu mà mình để lại thì không được, mình để cái vị đó ở trong chùa ngay cái chú xứ mình không được, nó rất là nhiều cái phiền phức nó xảy ra đó, thành ra chúng tôi cũng không có đuổi, thật sự là không có đuổi. Chúng tôi nói nếu mà mình không chấp nhận Tam Tạng Kinh Điển thì mình chỉ chấp nhận cái bộ này thôi, thì mình phải tìm cái chỗ nào đó để mà mình nghiên cứu rồi, chứ không thôi thì ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng nó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trên cái đời này ở trên cái cuộc đời này đó, nó đủ thứ chuyện nó xảy ra, thành ra bây giờ quý vị nhìn ở trong cái bài kinh này Đức Phật còn nói thêm cái một điều nữa, cho dù địa đại này, mặt trăng này, mặt trời này, hư không này, ngay cả đức mà chánh đẳng chánh giác mà đang ngồi thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có một số người chê, cũng có một số người khen. Đó, thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học được những cái bài pháp này, chúng ta phải nhớ là ở trên cái cuộc đời này là nó là như vậy đó. Nati loke anin dato ti, thế gian này mà tìm cái người mà không bị chê là không có, tìm cái người mà không bị chê là không có, thành ra đó chúng ta phải luôn luôn chúng ta nhớ những cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật mà đã dạy cho chúng ta rồi đó thì khi mà mình đem ra thế gian đó thì quý vị thấy rằng là coi như là không có sai chạy một chút xíu nào hết. Nhưng mà mình cũng nên mừng rằng là chúng ta có được cái lời dạy của Đức Phật, thì dù trong ở cái hoàn cảnh nào, ở trong cái mùa dịch này, hoặc là trong cái lúc mà chúng ta được hưng thạnh hay là chúng ta không có hưng thạnh gì đó, nhưng mà chúng ta có cái lời dạy của Đức Phật, có lời dạy Phật Atula nên biết xưa vậy mà nay cũng vậy, ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải cũng bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Đó, chúng ta cái câu này là coi như là mình phải làm cái câu thần chú, cái câu thần chú luôn. Mình phải đem cái câu này ra mà mình tụng đọc, mình làm cái câu thần chú của mình, thì lúc đó mình mới không có buồn quý vị, lúc đó chúng ta mới buồn. Thật sự ra đó, khi mà tu tập đó, mà nó vướng vào những cái buồn tuổi đó thì nó cũng khổ lắm, nó cũng khổ lắm quý vị. Đối với cái đời sống mà tu tập đó, quý vị thấy không, những cái hiểm nạn của cái vị tăng sư, những cái hiểm nạn của vị tăng sư là cái điều nào? Ở trong đó cũng có một cái điều là mình bị quở phạt, khi mà mình bị thầy tổ quở phạt hoặc là mình sân hận với bạn đồng tu, nó cũng dễ mất đi cái đời sống phạm hạnh này. Đó, thành ra đối với cái sân tâm nó cũng là một cái sân tâm nó cũng là một cái điều mà rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập. Đừng nói là những vị sư, nếu mà các vị Phật tử cũng vậy, đối với các vị cũng vậy,
Khi mà mình vui, mình an vui, mình thuận với hội chúng thì lúc đó, đó là mình tu tập nó dễ dàng. Nhưng mà chỉ cần mà mình có một chút xíu gì đó là buồn bực tức với nhau thôi. Quý vị thấy không, có những vị coi như là tu cũng dữ lắm nha, nhưng mà giận cái là chạy qua bên rung ca nhạc ở luôn, chạy qua bên cái rung ca nhạc luôn. Có không quý vị? Có. Chúng tôi không phải là nói xấu, nhưng mà chúng tôi muốn nói ra là có nghĩa là mình thấy cái năng lực tu của mình nó yếu, là cái năng lực tu của mình nó yếu quý vị. Mà mỗi lần như vậy đó, mình nên quay trở về với Đức Phật, quay trở về với Đức Phật. Mình tìm lịch sử đời sống của Đức Phật, mình tìm để mà mình đọc vô đó, để mà mình lấy lại niềm tin, lấy lại cái hưng phấn, lấy lại cái hưng phấn trong cái sự tu tập. Nó có những cái cách đó quý vị, chúng ta phải để ý cái chỗ này. Tại vì con người của chúng ta đó, còn quá phàm phu, thành ra có lúc chúng ta rất là vui, có lúc chúng ta rất là buồn, mà nên chúng ta dễ bị rơi vào những cái tình trạng này. Mà khi mà rơi vào cái tình trạng này đó, là mình mau mau về tới giảng đường bạch cùng sư phụ tìm phương giải bài. Có nghĩa là bây giờ thì không có sư phụ rồi, không có Đức Phật rồi. Quý vị biết rằng cũng như đối với đời sống của chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy. Coi như là bây giờ không có trưởng lão, không có hòa thượng nhất chánh. Mà lúc trước thì quý vị biết rằng có sư trưởng, khi mà mình mở cái quyển kinh ra tới cái ngày giảng, mình bị bí cái gì đó, hoặc là mình có cái sự thắc mắc cái gì đó ở trong vi diệu pháp, hoặc là trong cái đời sống tu tập của mình, mình lên mình nói với hòa thượng, thì hòa thượng chỉ bài từ cách này đến cách kia. Có khi hòa thượng la, có khi hòa thượng cũng dỗ ngọt, nói chung là nó đủ hết quý vị. Nhưng mà bây giờ thì thật sự ra nó rất là hụt hẳn, nó rất là hụt hẳn. Mà quý vị biết trong cái thời gian này á, là chúng tôi cố gắng để mà mình nương tựa, có nghĩa là mình nương tựa vô kinh điển, nương tựa vô bài giảng, nương tựa vô những vị trưởng lão. Thành ra đó, quý vị biết rằng chúng tôi rất là sợ, phải nói rằng có nhiều khi mình rất là sợ ở trong cái buổi ban đêm đó quý vị. Cái buổi ban đêm á, nhiều khi mình hồi xưa giờ á, mình ỷ y có hòa thượng á, đặng mình có gì mình chạy gì đó mình núp. Còn bây giờ không có đó. Có nhiều đêm á, cái tâm của mình nó rất là ghê quý vị. Có nhiều lúc nó ghê đến nỗi mà mình không biết là bây giờ mình nên đi ẩn tu, mình kiếm cái chỗ nào mình ẩn tu, hay là mình sống cái đời sống như thế nào. Nói chung là chúng tôi cũng không dám nói ra nhiều nữa, trong cái tư tưởng mình nó suy nghĩ á, cũng không dám nói ra nhiều nữa, vì có nghĩa là nó có những cái trạng thái nó ưa suy nghĩ tùm bậy, nó ưa suy nghĩ tùm bậy. Thành ra quý vị biết lâu lâu 2-3 ngày mà nhìn lên trên đầu lại là thấy tóc bạc này. Cái đêm mà nằm mà suy nghĩ quá đó, ngủ không được là quý vị sáng mai là tóc nó bạc đi đó. Thành ra đó, chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe thì cũng giống như là chúng tôi tự để mà khích lệ sách tấn mình, chứ không thôi đó thì nó có nhiều cái tư tưởng rất là bậy bạ, nó suy nghĩ lên ở trong tâm. Chúng tôi cũng rất là sợ những cái suy nghĩ bậy đó. Vậy thì cái câu kệ này đó, cái câu kệ Pháp Cú Kinh số 227 này, chúng tôi cũng mong quý vị luôn luôn là để mà mình ghi nhớ. Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị người chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Đó, chúng ta nhớ lấy cái câu kệ này để mà làm những cái câu thần chú cho cái cuộc đời của chúng ta. Đó, hôm nay thì cái câu kệ này thì cũng không có cái gì mà để phân tích cho nhiều, thành ra chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng hiểu rồi, nên chúng tôi xin được kết cái thời pháp này.
Với cái phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia đều đến hội chúng đang có mặt hiện tại đây, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sống loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tam Dạ, Nam mô Sang Dạ. Dạ, dạ thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Pháp Tín đã từ bi hoan hỷ thầy đại đức điển khuyết cho đại đức để nhận thuyết giảng bài kinh pháp cú số 200. Thank you.